Hội Chúa, con sẽ đọc và nghe lời Ngài và tôi sẽ chia sẻ cho quý bạn xem. Chúng ta đọc phi ra tiếng gì quý bạn xem đoạn 3. Và cho một số quý bạn xem không biết một sư dũ là mắc một sư dũ mà thành ra một sư dũ đọc giáp chứ không phải một sư dũ không biết đọc chữ. Và chữ giáp, cảm ơn Chúa. Và nhiều khi tôi phải nghiêng qua nghiêng lại tại vì cái góc độ nó khác nhau. Phi ra tiếng gì đoạn 3 xin đọc với tôi. Cảm ơn Chúa từ câu số 3. Okay, chúng ta cùng đọc. Trước hết phải biết rằng trong những ngày sơ rốt sẽ có mấy kẻ hay dèm chê, dùng lời diễu cợt ở theo tình dục riêng của mình đến mà nói rằng chớ nào về lời hứa của sự Chúa đến ở đâu, vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi thì muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. Chúng nó cố ý quên lửng đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các tầng trời và trái đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước. Thế gian bây giờ cũng bị hủy diệt như vậy, ấy là bị chìm đắm bởi nước lụt, nhưng trời đất bây giờ cũng phải bởi lời ấy mà còn lại và để dành cho lửa. Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác, kẻ đó ghi dấu. Chớ nên quên rằng ở trước mặt Đức Chúa Trời một ngày như ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn người nào hư mất, không muốn mọi người đều ăn năn. Xem ra ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ cách tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên đất đều sẽ bị đốt cháy cả. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con nghe lời Ngài, chúng con hầu về Chúa bởi sự giảng dạy và nhận lấy lời của Chúa. Giờ này chúng con cảm ơn Cha bởi danh Chúa Jesus Christ, quyền pháp, quyền lực bóng tối, quyền lực sự chết và lực của sự chẳng tên để dân sự Chúa được tự do, nghe và nhận lãnh và để lớn lên bởi lời của Ngài. Chúng con biết rằng Ngài khích lệ chúng con bởi lời của Chúa. Trong cao quý của mùa Giáng sinh năm 2017 này, chúng con muốn tuyên bố rằng sự Giáng sinh luôn luôn chỉ về sự mà Chúa trả lời cho sự đòi hỏi của nhân loại là sự sống đời đời, trả lời cho câu trả lời của tội lỗi là sự cứu chuộc đời đời của Ngài. Cho nên chúng con đến mà nghe lời Ngài. Chúng con cảm ơn Cha bởi danh Chúa Giêsu Christ tối buồn, quyền lực bóng tối, quyền lực sự chết và danh của Chúa Giêsu phải được tỏa sáng. Buổi chiều này con cảm ơn Ngài, chúng con yêu mến Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Trong sự tôi giảng dạy thì có nhiều điều tôi nhắc nhở cùng quý bạn cho em thật sự đi. Quý bạn cho em biết rằng đó là lý do những mục sư của chúng ta đến nhiều lúc tôi thông cảm, tại vì tôi là mục sư, tôi biết ai cũng nói là người này người kia nói dài hết, rồi tới phiên mình nói mình cũng nói dài như thường. Tại vì mình có nhiều điều muốn nói và cái lòng của mình có nhiều sự để chia sẻ. Nhưng mà điều tôi nói cùng quý bạn cho em là hội thánh này nhấn mạnh về lời của Đức Chúa Trời. Và gần đây thì tôi được để tên ở trong cái phòng, một trong những cái phòng cầu nguyện của anh chị em Việt Nam, hội thánh nhỏ thôi. Một hội thánh nhỏ Việt Nam thì họ biết tôi, họ để tên tôi vô cái phòng cầu nguyện. Thành ra thỉnh thoảng đang ngủ nghe tưng tưng, tại vì mình bên đây ban đêm, mình bên họ là buổi sáng thì họ để mét sạch vô, rồi người này cầu nguyện amen, người kia nó tùm lum, đang ngủ nó tưng, mình giật mình thức dậy. Rồi xong rồi tôi cũng án, rồi sáng này tôi thức dậy cái tôi nghe thấy những đó tôi trả lời thì bên đó chắc cũng tưng, là đang ngủ. Nhưng mà có những điều, nhưng mà khi mẹ tôi bệnh hay là tôi có năn đề riêng thì tôi cũng nhờ họ cầu nguyện. Thì tôi biết rằng sự cầu nguyện mà bởi đức tin, không cần biết họ, mình biết họ, họ không biết mình, nhưng mà tôi tin người nào mà lời cầu nguyện bởi đức tin và bởi người mà người công bình thì sẽ được Chúa nhận. Cho nên điều đó là tôi có dâng lên cho Chúa. Và trong là sự tôi cầu nguyện đôi lúc tôi cũng có nói của quý bà Trang, có những anh chị em ở tại Việt Nam thì họ cũng cần cái sự cầu nguyện của chúng ta. Và khi mà tôi cầu nguyện, tôi tin rằng thì lời cầu nguyện chúng ta được Chúa nhận. Và quý bà Trang biết rằng cái mục đích mà chúng ta thấy mà Chúa luôn luôn để chúng ta trên đất là không phải để chúc phước cho chúng ta, nhưng mà để chúng ta là sự sáng của thế gian và mũi của đất. Cái điều đó là điều quan trọng nhất. Có cái của Chúa thì từ hồi từng lúc cứ nghĩ là chúng ta dùng Chúa để mà Chúa chúc phước cho chúng ta sống được bình an, sống được mạnh sức, sống rồi có sức khỏe, sống rồi có phước hạnh. Và nhiều người ngay cả nói là chúng ta là con trời thì là Chúa phải ban cho chúng ta ăn bận như con trời, rồi để chúng ta làm việc như con trời để người khác thấy rằng Đức Chúa Trời chúng ta là như thế nào. Nhưng mà thật ra cái điều đó có đúng một cái lẽ nào đó. Chúng ta phải ăn nói như con trời, phải nguyên mạnh cho em. Mà không phải ăn nói như con trời là nói trên đầu người khác, nhưng mà chúng ta phải nhịn nhục như con trời, chúng ta phải chịu đựng như con trời.
chúng ta phải có những cái gánh nặng giống như con trời chịu, và trong đó thì soi ra cái ý của Đức Chúa Trời. Tôi đang có nhiều cái góc cạnh, nhưng mà quý mạnh cho em biết, mà trong những điều mà tôi muốn chia sẻ cùng quý mạnh cho em để học hỏi là trong cái đời sống chúng ta, và càng ngày mà tôi càng tăng trưởng ở trong Chúa đó, thì tôi thấy rằng mình càng ngày mình càng ngu. Nó xin đi trở lại một điều duy nhất tôi và quý mạnh cho em cần làm, đó là nhận biết Chúa cứu chúng ta để làm gì, và làm thế nào mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi. Cùng một cái đức tin mà nhận được sự cứu rỗi, thì cùng một cái đức tin đó chúng ta có sự sống đời đời. Cùng một sự sống mà đời đời chúng ta có, thì chúng ta sẽ có sự chữa lành, chúng ta sẽ có sự tiếp trợ, chúng ta sẽ có sự ban cho con Chúa. Mà quyến mệnh cho em thế này, tôi sẽ chia sẻ chút xíu đi vào bài giảng liền, là ma quỷ từ ban đầu muốn cho chúng ta làm một điều đó, là nó lấy cặp mắt chúng ta ra khỏi Chúa mà dán vào tạo vật của Chúa, đúng không? Tức là ra khỏi cái sự làm thỏa lòng Đức Chúa Trời mà dán vào cái sự thỏa lòng của tạo vật Đức Chúa Trời, và đầu tiên là con người, đúng không? Quý bạn cho em thấy rõ điều không? Và cho đến ngày nay ma quỷ nó không khôn ngoan gì hết, thì vẫn làm như vậy. Mà còn nói cùng quý bạn cho em, nhiều người nó ma quỷ khôn lắm, không? Ma quỷ ngu mà mình ngu hơn. Thì ma quỷ nó có một chiêu đó, mà cả ngàn năm nay một sư vũ cũng cả trăm bài giảng rồi, mà quý bạn cho em và tôi cũng mắc ngu có một chiêu đó thôi. Tức là nó muốn lấy chúng ta ra khỏi Đức Chúa Trời và tin vào điều của con người, lấy chúng ta ra khỏi sự mà làm thỏa lòng Đức Chúa Trời mà dán chúng ta vào cái sự thỏa lòng của con người, đúng không? Ngày hôm nay mình cầu nguyện cái gì mình muốn, cái gì mình thích, cái gì mình cần, đúng không? Mình không cầu nguyện cái gì Đức Chúa Trời muốn, cái gì bao nhiêu người sáng nay cầu nguyện xin ý Chúa được nâng trong cuộc đời của con. Mình có, sau khi mình nói Chúa ơi chữa con làm sao ơi, Chúa cho con này, Chúa giúp con cái kia, rồi xin ý Chúa được nâng, có nghĩa ý Chúa được nâng trong cái con cầu nguyện á, chứ không phải ý Chúa được nâng trong cái ngày muốn trong cuộc đời của con, phải quý bạn cho em. Và ma quỷ nó sẽ để yên cho quý bạn cho em cho đến khi, nhưng mà cái điều mà nó biết rằng chỉ khi nào mà mình tin cậy Chúa, giống như Adam tin cậy Chúa không hiểu gì hết, Chúa biểu làm, Chúa biểu đặt tay cho Đức Phật làm, Chúa biểu là Chúa sẽ tạo dựng người nữ, vậy rồi ông để yên cho Đức Chúa Trời làm thì mọi sự tốt lành, vậy thôi. Cái sự bắt đầu sai chặt là khi mình đặt mình vô chương trình của Đức Chúa Trời và mình nghĩ rằng chương trình nó tốt hơn, phải không quý bà cha em? Cho nên con nói cùng quý bà cha em, quên tất cả những bài giảng của một sư vũ, chỉ nhớ một điều, điều gì mà khiến cho con người được tạo dựng là lời Đức Chúa Trời, điều gì khiến cho con người được bền vững cho đến ngày nay, và trong lời chúng ta được dựng ngày nay là trái đất còn bền vững bởi lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta còn đứng đây bởi lời của Đức Chúa Trời, chưa bị hút đi bởi lời của Đức Chúa Trời, trái đất chưa sập, chưa bị tan vỡ là bởi lời của Đức Chúa Trời, phải quý mạnh trên. Và bởi lời của Đức Chúa Trời chúng ta sẽ sống, bởi lời của Đức Chúa Trời chúng ta sẽ trông chờ Ngài cho đến lúc mà chúng ta trở lại. Và chúng ta phải đứng trên lời của Đức Chúa Trời, chứ đừng dùng lời Đức Chúa Trời để chúng ta đứng, hai cái nó khác nhau. Chúng ta đứng trên lời Đức Chúa Trời để Đức Chúa Trời làm việc của Ngài, chứ không dùng lời Đức Chúa Trời rồi tuyên bố cái này, tuyên bố cái kia, rồi khiến cho những người chúng ta sống quý mạnh trên, nhất là ở Thánh Ngũ Tuần đó. Dùng lời của Chúa để mà được cái này, dùng lời của Chúa để được cái kia. Mà tôi nói cùng quý mạnh trên, Chúa thương xót chúng ta có khi được, nhưng mà câu trả lời của tôi là lúc mà không được thì sao? Lúc mà không được chúng ta sẽ nói ô, tại vì người này, tại vì người kia, tại vì hội thánh này không phải hội thánh của Chúa, tại vì mục sư đó không phải mục sư của Chúa, tại vì tín đồ thiếu đức tin, phải không quý bạn cho em? Tôi thường nói cùng quý bạn cho em đó, nếu mà theo sự giảng dạy của họ nó có đức tin đó thì điều gì cũng được. Thì có những câu mà cầu nguyện không được thì sao? Người mục sư thì nói là tại vì tín đồ ít đức tin, không có đức tin họ không nhận lãnh gì hết. Còn tín đồ thì nói sao? Tại mục sư đó ít đức tin, cầu nguyện cho tôi chẳng lên gì hết, phải không quý bạn cha? Nhưng mà rốt cuộc không phải là đức tin, nhưng mà bởi vì chúng ta có để Đức Chúa Trời làm việc của Ngài. Mà tôi có nói cùng quý bạn cha em á, có phải trên biển cả ngàn cả trăm ngàn người chết không, mà chỉ có một số người theo Chúa thôi, mà có một số người tin Chúa trong đảo thôi đó, tại Hồng Kông, tại Ma Lai này nọ đó, rồi về Việt Nam bao nhiêu người tin Chúa? Quý bạn cha em hiểu điều tôi nói không? Tức là có nhiều người hưởng cái ơn của Đức Chúa Trời, nhưng mà không biết bao nhiêu người thờ lại Đức Chúa Trời. Và cái điều ma quỷ là nó không cấm mình, nó không ngăn chặn mình hưởng ơn của Đức Chúa Trời, nhưng mà nó không muốn mình thờ lại Đức Chúa Trời, vậy thôi. Và tôi có tin đó là cái điều mà tôi nói nhiều người không thích nghe. Đừng có tưởng theo Chúa là được phước, là sẽ sung sướng, Chúa binh vực, Chúa bảo vệ, Chúa làm đủ trò hết. Có, Chúa có, nhưng mà trong sự binh vực đó Chúa để mình đứng bởi đức tin, trong cái sự cho phép của Đức Chúa Trời và sự tể trị của Đức Chúa Trời. Quý bạn cho hiểu cái chữ mà tôi mới nói không? Okay. Chứ không phải là mọi sự được nên giống như ý tôi và quý bạn cho em biết, là tại vì ma quỷ nó không muốn, nó không ngăn chặn sự chúng ta hưởng ơn Chúa, mà nó ngăn chặn cái sự chúng ta thờ phượng Chúa mà thôi.
Và có nhiều điều trong cuộc đời tôi và quý bạn chị em chúng ta sẽ thấy rằng nhiều lúc mình sẽ suy tưởng mà thấy khi mình để cặp mắt mình vào Đức Chúa Trời thì mình sẽ đứng với Đức Chúa Trời. Khi mình để cặp mắt của mình vào mình đó, và mình là cái nhu cầu của mình là cái sự tiếp lại đời của mình là những cái gì mà mình cần có trong cuộc đời đó, thì luôn luôn mình sẽ bị ban ngoại. Có khi chúng ta được cứu tại vì được cứu bởi Đức Linh, nhưng mà trong cuộc đời của mình không có cái gì mà đẹp lòng Đức Chúa Trời hết. Và tôi đã chia sẻ điều đó, cũng như có những cái mà chúng ta thấy ngày nay, có thể một số quý bà cho em không theo dõi Facebook thì không biết là Việt Nam mới có một cái gọi là cái event mà gọi là chấn động về đạo Tin Lành, đó là lần đầu tiên tại Việt Nam mà vận động trường ở quần ngựa, gọi là quần ngựa thì chắc chỗ đua ngựa hay gì đó, rồi vận động trường đó ở Hà Nội đó tổ chức một cái festival gọi là Yêu Hà Nội, có một số quý bà cho em biết. Và lần đầu tiên thì được nhóm ở trong cái hội trường thì khoảng 4-5 ngàn người, và ở ngoài thì thêm cả mấy ngàn người nữa, và họ tổng kết con số trong 2 ngày nhóm là được khoảng 4.600 người tin Chúa. Nói vậy thì quý bạn chưa biết là 4-6 ngàn người lên rồi tin Chúa bao nhiêu mình cũng không biết, mà cái quan trọng không phải là tin Chúa bao nhiêu mà có bao nhiêu người sẵn sàng sống chết cho Chúa sau đó. Điều đó mới là điều quan trọng, phải không quý bạn trên? Nhưng mà cái chỗ mà tôi thưa cùng quý bạn trên thì tôi cảm ơn Chúa và rất nhiều người cũng cảm ơn Chúa. Nhưng mà trong đó thì có cái hơi chua chua ngọt ngọt của một người hầu vị Chúa. Tại vì quý bạn cho em biết là và chúng ta cũng biết, và tôi tin là điều này là điều đúng, là tại vì chúng tôi một sư Tuấn, tôi ba mẹ tôi và một sư Tuấn là người có thể nói là đầu tiên mà về Việt Nam trong cái giới ngũ tuần mà để mà hầu vị Chúa mà bắt đầu giảng phúc âm, bị bắt đầu tiên mà về phúc âm đó. Và cả chục năm sau, tức là từ năm 92-90 cho tới bây giờ, tức là gần 27 năm, thì cái điều mà chúng tôi đến để làm thì đã được thực hiện, là tại vì những hội thánh mà tổ chức cái đại hội đó là hội thánh ngũ tuần, họ hợp lại với nhau, họ mời một người mà không có mang tiếng là ngũ tuần nhưng mà được hơn, tức là ông Franklin Graham để về làm điều đó. Thì có một sư nữa, trong đó có những đệ tử của tôi thì cũng được mời vào trong cái công việc hầu việc Chúa này nọ, trong đó có Giang Đông, có một số một sư mà tôi biết. Nhưng mà mình thì không ai biết tới, và cho tới bây giờ cũng không ai biết tới. Thì quý bà chị hiểu tôi nói này là tấm lòng thiện, là tại vì hầu việc Chúa thì ít nhiều mình cũng muốn là cái công việc của mình nó có kết quả, phải quý bà chị em? Đôi lúc quý bà chị em dân tiền, quý bà chị em làm gì cũng muốn công việc có kết quả, thì tôi nói cái đó là cái kết quả của những đồng tiền từ lúc ban đầu, sự hy sinh, sự bắt bớ mà tôi tớ mà quý bà chị em thấy có, nó có kết quả ngày hôm nay. Có được gì? Học. Tại vì như tôi nói, không ai biết một sư vũ là ai hết. Nhưng mà tôi nghĩ cái điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời, tại vì Ngài không muốn cho tôi được nổi tiếng, mà Ngài muốn là khi về với Đức Chúa Trời, người ta chỉ tạ ơn Chúa thôi, chứ không biết tạ ơn Ngài hết, phải quý mình chứ. Nhưng mà tôi tin rằng có những điều mà Chúa sẽ làm nhiều hơn. Và nói gì nói thì cái trông chờ của con người á, là trông chờ Đức Chúa Trời làm điều lớn để mà cứu dân tộc của họ, và trong đó cái dân tộc của chúng ta. Nhưng mà quý bạn cho em biết là cái câu mà sự ký mà chúng ta luôn lọc là giữa bằng dân sự ta là dân gọi bằng dân ta hạ mình xuống cầu nguyện và quay mặt lại trở lại ăn năn tìm kiếm mặt tay ta trên trời sẽ nghe và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Câu đó đã được áp dụng cho dân Israel và sẽ áp dụng cho dân Israel, và áp dụng chứ không có nghĩa là dân tộc nào cũng sẽ được cứu, mà cũng không có nghĩa dân tộc chúng ta không được cứu là tại mình không cầu nguyện. Quý bạn cho mày không? Tôi luôn luôn nói là có sự làm việc của Đức Chúa Trời, và sự mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm, Ngài muốn chúng ta làm gì? Ngài muốn chúng ta làm tất cả điều gì chúng ta có thể làm được trong sự cho phép của Đức Chúa Trời. Trong đó có sự cầu nguyện, mà không phải vì không cầu nguyện mà Chúa không chúc phước, thấy là cầu nguyện mà Chúa chúc phước, mà Chúa biểu cái vai trò của mình là cầu nguyện. Vai trò của mình là làm chứng, là sống. Và tôi đã nói từ cùng quý mạng cho em, nói về Chúa thì dễ lắm, mà sống về Chúa rất là khó. Mà sống về Chúa cũng khó, nhưng mà chết về Chúa còn càng khó hơn. Nhưng mà thật sự tùy theo suy nghĩ, đối với tôi chết cho Chúa dễ hơn là sống cho Chúa. Tại chết cho Chúa thì nó đau đớn hay dễ hay dịch dịch gì đó trong một vài năm hay là trong một vài ngày, phải quý mạng cho em? Nếu mà người ta chặt cơ thể mình thì chắc chết lâu hơn chút, nhưng mà sống cho Chúa thì 30 năm 40 năm, phải quý mạng cho em? Mà chúng ta sống, cho nên tôi nói cùng quý mạng, nhưng mà điều quan trọng đó là tôi muốn chia sẻ quý mạng cho em không kiếm mùa Giáng sinh và những cái gì đang xảy ra đó, nó chỉ về cho chúng ta. Quý mạng cho em muốn giấu cái gì thì giấu, quý mạng cho em muốn đưa cái gì ra thì đưa, nhưng mà cái ngày cuối cùng của Chúa rất là rõ ràng. Và khi mà chúng ta càng thấy chỉ về cái ngày Noel á, thì Noel chỉ về cái gì? Noel không phải chỉ về cái sự vui mừng như nhân loại tìm kiếm ngày hôm nay, nhưng mà Noel chỉ về một câu trả lời cho một nhân loại, cho một trần thế mà sẽ chết trong lửa, thưa quý mà trên.
Và đó là câu trả lời đúng quyên bản cho em có thể mua quà tặng và đừng có ai thiêng liêng mà nói rằng ô tôi không tham dự ngày Giáng sinh tại vì đó không phải là ngày thật của mỗi Noel. Nhưng mà quyên bản cho em biết rằng nếu mà người ngoại biết vui mừng về Chúa thì chúng ta cũng cứ vui mừng về Chúa, không có ai còn có sao hết. Những người mà đi chùa họ còn biết tặng nhau những món quà vì danh của Chúa mà nói là đây là mùa Giáng sinh họ tặng thì không mắc mớ gì mà là con gái của Chúa mà không mua quà tặng nhau cho nhau. Nhưng mà tôi chỉ nói cùng quyên bản cho em đừng cho bị ép buộc. Tôi nói cùng quyên bản cho em từ ngày mà tôi có vợ tôi thì tôi cho quà nhiều hơn nhưng mà không phải tất cả. Tại vì tôi không thể cho tất cả. Quyên bản cho em hiểu điều đó không? Nhưng mà lúc mà tôi đọc thân cũng tới ai hết á. Tôi đã nói cùng quyên bản nhưng quyên bản cho em Jesus biết điều đó phải không? Thì sau này tôi cho hơn nhưng mà nó không nằm trong món quà. Thành ra nếu ai cho tôi cảm ơn mà tôi không cho lại đừng giận đừng buồn. Tại vì có một số người tôi cho lại mà tại vì tôi cũng quên nữa nhiều lúc đó tôi muốn cảm ơn cái lát tôi quên. Rồi vài tuần nữa tôi quên quyên bản cho mẹ chứ không phải là tôi không giá trị của món quà. Mà nói thật nha, không có gì quyên bản cho tôi mà nó giá trị đến nỗi mà tôi phải nhớ suốt cuộc đời tôi hết. Quyên bản cho mẹ điều đó là tại vì tôi có nhớ quyên bản cho em có cho tôi 100 thì tuần rồi tôi xài hết rồi. Quyên bản cho mẹ hiểu không? Tại nên tôi không có nhớ. Thí dụ quyên bản cho em cho tôi chưa tôi chiếc xe đi, mỗi ngày tôi leo lên xe tôi nhớ quyên bản cho em. Amen, quyên bản cho em hiểu không ạ? Hay là cho tôi cục hột sàn mà tôi đeo trong tay mỗi lần mà tôi dơ thì tôi nhớ tới bên hiểu quyên bản cho em. Còn tôi không nhớ, tại ra đừng có ai mà buồn gì hết, tôi lại nói cùng quyên bản cho em. Tại ra quyên bản cho em hiểu một sự dụng quyên bản, một sự dụng khích lệ quyên bản cho em dân hiến mà không bị giận vì dân hiến mà tôi yêu quyên bản cho em hay ghét dân này. Mà ngày là ghét quyên bản cho em, tôi khích lệ quyên bản cho em hầu vì Chúa yêu thương nhau tặng quà cho nhau. Nhưng mà đừng vì vậy mà mệt mỏi vì cái nặng giống như quyên bản cho em cho được thì cho, dư thì cho, không có thì cầu nguyện. Quyên bản cho em hiểu không? Tức là tôi muốn thế nào, tức là phần của chúng ta cái Chúa cho gì mình cứ ban cho, và nếu chúng ta không có thì mình cứ tự nhiên nhận lại không sao hết. Amen. Cái gì mà biểu vì sự vinh hiển của Chúa. Nhưng mà cái điều quan trọng của quyên bản cho em là trong cái mùa lễ Giáng sinh chỉ về Chúa Giáng sinh để làm gì? Nếu mà Chúa chỉ Giáng sinh để cứu nhân loại thôi đó là chuyện đó phải xảy ra rồi. Nhưng mà Chúa Giáng sinh để cứu nhân loại có hai phần. Một là cứu nhân loại ra khỏi cái tội lỗi đời đời, và thứ hai là cứu nhân loại ra khỏi cái tạm thời của cái trái đất này từ quyên bản cho em. Và lời mà chúng ta đọc đó chúng ta thấy là trái đất này sẽ bị hư mất, trái đất này sẽ bị sao quyên bản cho em? Bị đốt và dành cho lửa phải không? Như lời Chúa á là cái khi mà lại đại chiến truyền mà tiêu diệt nhân loại chỉ còn 8 người trong tàu Noe đó thì ngày nay Chúa không tiêu diệt bằng nước nữa, nhưng mà chưa tiêu diệt bằng lửa. Có ai không tin? Mình chưa thấy bơm đạn gì hết, nó lửa đâu nó cháy không mà cháy cái mấy chục ngàn acre phải quý mình trên. Và nhiều lúc á mình ngồi mình nói cảm ơn Chúa nhưng mà quý mình trên không biết được cái người mới mất nhà nó làm sao, mất tài sản của họ làm sao. Phải quý bạn cho em thì mình giống như mình thấy tự giống nó không có chuyện gì bình thường hết, không sao. Nhưng mà quý bạn cho em có biết là Chúa còn thương xót mình nhiều lắm, tại ra mình chưa ở trong cái thành phần mà cháy nhà mất nhà. Nhưng mà cái đó là một phần để nói rằng nó sẽ xảy ra, tại vì Chúa nói rằng cái đất này dựng cho lửa. Tôi đã nói là trong khải quyền nó là 1/3 cái đất này bị cháy, 1/3 lửa dành cho lửa bị tiêu diệt rồi sẽ chết vì bệnh tật, chết vì những cái tội lỗi, vì chiến tranh và những đói kém. Thưa quý bạn cho em, ngày hôm nay mà chúng ta tiêu than nó chưa là gì hết. Nhưng mà cái mà tôi muốn nói là không phải là chúng ta chờ đợi cái ngày Chúa cứu chúng ta ra khỏi đó, nhưng mà cái điều Chúa đã cứu rồi mà chúng ta vinh hiển và chúng ta cảm tạ Chúa được là Chúa cứu chúng ta ra khỏi sự mất hy vọng để có hy vọng. Ngày hôm nay chúng ta sống trên đời tạm bợ này mà mình có hy vọng đời đời, phải quý mình chăng? Và cái hy vọng đó là sự nhận biết chắc rằng đời đời mình đã có Chúa và mình sẽ có Chúa trong cái phần xác mới mà Chúa sẽ để mình đi, phải quý mà trên. Nhưng mà trong lúc trở lại đó thì chúng ta ở lại trên đất này giống như là Chúa không có chậm trễ. Tôi đã chia sẻ quý mà trên kia rồi là cái câu trả lời của Chúa có thời điểm thật sự kia rồi. Tôi chưa vô gì nhưng mà tôi chỉ nói cùng quý mà trên cái câu đó mà kia rồi chúng ta đọc đó trong Galati mà nói lại là một người nữ sẽ sinh ra, được nói trong cái thời kỳ mà tiên tri nói trong thời kỳ mà dân Assyri đàn áp và dân Assyri kéo đến để mà tiêu diệt dân Do Thái, đó là cả ngàn năm về trước. Và cái lời hứa đó nói khi mà nói thì vua của dân Israel chưa thấy sự giải cứu, nhưng mà sự giải cứu đó nói rằng cái sự mà họ bị diệt bởi dân tộc này dân tộc kia là sự tạm bợ, chỉ về sự tiêu diệt mà ma quỷ muốn đem đến cho dân tộc Do Thái. Nhưng mà Chúa sẽ cho một con trẻ được sinh ra để giải cứu họ, và cái sự giải cứu đó dân Do Thái chưa kinh nghiệm được mà tôi và quý bà cho em đã kinh nghiệm ngày hôm nay. Quý bà cho em hiểu không? Đó là lý do mà Chúa nói kẻ đầu sẽ trở nên rốt và cái rốt sẽ trở nên đầu.
Chúng ta ngày nay đã kinh nghiệm cái lời hứa đó, là Chúa đã đến để chi? Ngày nay những sự quỷ dị mà dân Israel đem đến trên phần xác đối với dân Israel, thì ma quỷ đem đến phần linh đối với con người, và chúng ta đã kinh nghiệm được sự giải cứu của Chúa Giêsu. Và chúng ta chờ cái sự giải cứu trọn vẹn. Trước mặt Chúa mà con nói cùng quý bạn cho em, cái sự tạm bợ nó không ra là gì hết, nhưng mà sự đời đời là cái sự mà đáng lẽ có sao mà Chúa đã cho trước cho những kẻ tin Ngài, đúng không? Quý bạn cho em hiểu điều đó không? Ai cũng muốn tu để mai mốt được lên thiên đàng. Mình chưa lên thiên đàng mà mình đã kinh nghiệm thiên đàng. Cái đó là cái lẽ thật, và đó là cái sự mầu nhiệm của Chúa Giêsu thượng quý mạng cho em. Và vì đó tôi muốn nói cùng quý mạng cho em, cái mùa đen là chỉ cho chúng ta thấy quý mạng cho em, thấy như tôi nói nãy, chưa có súng đạn kia đó, mà lửa nó cháy, mà nó muốn cháy là nó cháy. Phải quý mạng cho em, nó muốn cháy hướng này thì nó cháy, muốn cháy hướng này. Người lính cứu hỏa thì thấy tiên đoán là gió hướng này, cái họ chặn hướng này, cái gió bay hướng kia, muốn cháy sao cháy. Và mình có thể mắc tội với Chúa mà nói rằng Chúa ác quá, mùa Giáng sinh mà Chúa có không nương tay nữa. Có nhiều người không có nhà để mà ăn Giáng sinh. Và tôi nói cùng quý bà anh chị em, họ vẫn còn có hơi thở để mà trông chờ và tìm cơn đấng mà ra đời vào mùa Giáng sinh, để rồi họ có sự sống đời đời. Vậy thôi, phải quý bà anh chị em. Có nhiều điều mà mình ngồi mình suy nghĩ mình sẽ không hiểu được, tôi đã nói cùng quý bà anh chị em. Nhưng mà mày hãy hiểu cái điều mà Chúa cho phép mình hiểu, là cái sự ra đời của Chúa Giêsu để khiến tôi và quý ông bà anh chị em không có niềm hy vọng trên đất này, và có sự hy vọng đời đời ở trong cái cuộc đời của tôi và quý ông bà anh chị em. Nhưng mà chỉ cùng quý ông bà anh chị em thấy rằng Chúa không chậm trễ, tức là cái timing của Ngài không bao giờ chậm trễ. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy thì cái giờ và cái ngày của Chúa đã định sẵn cho chúng ta để chi? Chúng ta đừng có quên cái ân huệ của Chúa, đừng có quên sự kêu gọi của Chúa, đừng có quên cái mục đích của Chúa mà có trên tôi và quý ông bà trên. Tại vì nếu mà chúng ta quên á, chúng ta dễ cằn nhằn lắm quý ông bà trên. Tại sao Phao-lô nói là hãy chăm đằng trước mà chạy đằng trước là gì? Là cái niềm hy vọng mà Chúa cho chúng ta đằng trước, là cái mục đích, cái mục tiêu mà Chúa cho chúng ta. Tại vì mình nhìn qua nhìn lại nhìn đằng sau đó, mình dễ phàn nàn, mình dễ thấy mệt mỏi, mình dễ thấy buồn phiền lắm, phải quý bà trên. Nhưng quý bà trên thấy là trong đường đời chúng ta, Chúa không bao giờ biểu chúng ta chạy đến cái mức mà chúng ta không chạy nổi. Chúa không bao giờ biểu chúng ta đi theo cái cuộc chạy mà không có dành sẵn cho tôi và quý bà trên. Đó là Đức Chúa Trời chúng ta. Nhiều lúc đó, tôi mới nói với một người bạn đại hàng, quý bà trên biết là Chúa hay lắm. Tôi không có nói chuyện gì được với những người đại hàng ở đây hết, tại những người mà nói được thôi, không nói chuyện với mình. Tôi không có vô họp hành với họ để mà nói chuyện, mà cũng không có đưa ý kiến ý cò gì được hết á. Mấy ông mà tôi nói chuyện được, còn những người mà nói chuyện với tôi vừa tiếng Anh được mà vừa cũng yêu thương tôi á, thì không làm gì được á. Nói chuyện chơi vậy thôi à, chứ cơ còn cũng chẳng có giúp đỡ mình được cái gì hết á. Nhưng mà tôi có một người bạn đại hàng, tôi cần gì á thì tôi nhờ người bạn đại hàng đó thông dịch rồi text qua cho cái ông đại hàng mà giúp đỡ mình dọn dẹp với lại này nọ. Cái ông đó thì dễ thương mà, ông nói ông gà tàu cho ông không hiểu vậy đó. Tôi nói gà ông nói gà, ông nghe dịch mà ông nói tôi cũng như vậy thôi, hai bên nó qua nói lại rốt cuộc chẳng chuyện gì hết. Cho nên tôi nhờ người bạn đại hàng đó. Thì mà nhiều lúc quý bà cho em không để, nhưng mà nhờ vậy mình mới biết bữa nay là họ có buổi tiệc mà welcome những người mà mới tin Chúa, tức là welcome to the church đó. Thì họ có số người đó, họ phải cần cái phòng đó, mà tôi mới nhận được cái tin đó là hôm qua, tức là sáng hôm qua thân tôi cũng không biết. Nhưng mà nhờ tin đó là qua cái ông đại hàng, ông nhắn qua người bạn đại hàng giờ thì giống như tôi có thông dịch viên vậy đó, nhắn qua cái ông đại hàng đó, cái bạn đại hàng tôi, bạn đại hàng nhắn lại tôi, rồi tôi mà hỏi tôi nhắn qua cái rốt cuộc tôi đến tội nghiệp bạn tôi tự nhiên, cái tự nhiên ở giữa cái làm thông dịch viên. Nhưng mà cái điều đó là tôi nói cùng với bạn trai có những điều vậy, và khi mà tôi nói thì tôi có frustrate, tôi có bực bội, tôi nói cho họ đó nhấn chỗ này rồi xong xuống chỗ này rồi xong qua chỗ này qua chỗ này rồi xong rồi lâu lâu ăn rồi bị cái đẩy qua đẩy lại đẩy qua đẩy lại. Nhiều lúc đó tôi nói với người bạn tôi nói tôi mệt mỏi quá, nhưng mà tôi nói xong rồi tôi mắc cười, tại vì cái người mệt mỏi là người bạn tôi, không mắc nới gì mà không phải nghe những chuyện mà tôi mệt mỏi. Ít nhất tôi mệt mỏi là tại tôi đi hội thánh này, còn ông đó không ăn nhăn gì hết, chẳng đi hội thánh mình chẳng có sinh hoạt, còn thánh mình mày giờ phải nghe chuyện mà tôi mệt mỏi. Nhưng mà nói tôi cuối cùng lại là Chúa vẫn còn cho chúng ta cái ơn phước của Ngài, vẫn cho chúng ta cái chỗ đứng. Mà nếu mà mình cứ ngồi mà mình than vãn hoài đó, mình quên ơn huệ của Đức Chúa Trời, phải quý mệnh cho em. Như tôi nói cùng quý mệnh cho em, nếu mà mình nhìn cái sức yếu của mình quên rằng mình vẫn còn ngồi đi được, mình vẫn còn đi được, mình vẫn còn đứng được, phải quý mệnh cho em. Và mình vẫn còn can đợi và có những điều đó, thì điều đó để chỉ cho chúng ta thấy một điều đó là thứ nhất cái lời hứa của Đức Chúa Trời đến chúng ta, và chúng ta biết là cái lý do tại sao Chúa Giêsu phải sanh ra, cái lý do tại sao Chúa Giêsu sanh ra thì ai cũng biết hết, ra được trả lời cái điều mà nhân loại cần có là cái sự hư mất của con người, không ai trả lời được, phải quý mà cho em, ai cũng biết điều đó hết.
Nhưng mà từ đời nào từ lúc có khuyến mạng cho em và tôi thường. Và tôi cảm ơn mọi người. Hồi nãy mọi người nói một cái điều rất là quan trọng là mình quên Chúa Giêsu là cái trọng tâm chính ở trong cái hơi thở của mình, trọng tâm chính trong cuộc đời của mình, trọng tâm chính của sự sống của mình và sự mình mà sống cho Chúa nữa. Quyên mạnh trên mình quên cái Chúa Giêsu. Tôi hồi nãy nói chuyện với Chúa Châu đó, nhiều mục sư bây giờ nổi tiếng lắm mà giảng không nói về Chúa Giêsu. Tại vì nói Chúa Giêsu là nói tới tội nhân, mà nói tới tội nhân là nói tới phải ăn năn tội, không ai muốn nói tới tội con người có tội hết, chỉ muốn nói là con người muốn được phước theo Chúa. Nhưng mà bỏ cái phần là muốn theo Chúa phải bỏ cái tội lỗi, họ không nói cái phần đó, nhưng mà cứ nói là Chúa Giêsu ban phước, Chúa Giêsu ban vui mừng, Chúa Giêsu ban này thì kia. Tôi nói cùng quý mạng trên ngày hôm nay đó thì có nhiều hội thánh, nhưng mà những hội thánh mà phát triển nhiều nhất á, tôi nói theo con số thôi, là hội thánh mà có tinh thần ngũ tuần. Tại vì chúng ta biết tinh thần ngũ tuần là họ có sự hoàn hành của Đức Thánh Linh, họ mạnh mẽ. Nhưng mà nếu quý mặt trên này mà nãy tôi mới chia sẻ Chúa Châu, chứ tôi không mấy cách mà tôi nói xạo vậy, tôi chia sẻ Chúa Châu mà chúng ta nhìn là cái sự mà Đức Thánh Linh vận hành á, là khiến cho con người bỏ mọi sự mà theo Chúa, và từ chỗ đó thì có phép lạ, có ân tứ và có năng quyền, đúng không? Mà ngày hôm nay sự giảng dạy tôi không nói hội thánh khác, mà tôi nói hội thánh ngũ tuần thôi, nhưng hội thánh mà ân tứ đó thì họ giảng dạy là họ giảng dạy có ân tứ, có phép lạ, mà họ bỏ quên cái phần là phải bỏ mọi sự mà theo Chúa, đúng không? Ngày hôm nay quý bạn cho em thấy tại sao mà người ta đi nhóm với một mục sư Joel Austin, Benny Hinn hay là mấy mục sư mà ngũ tuần là đầy hơn á. Thứ nhất chỉ có hai cái điều thôi. Thứ nhất là họ giảng về cái gì? Quý bạn cho em biết mình có hồn linh và tài xác, và tôi nói rất là lẹ tại đang bài giảng của tôi, hồn linh tài xác, đúng không? Amen. Ai cũng hiểu đó, mình có hồn linh thể xác phải không? Ok. Thì quý mời cho em thấy là có những người được nổi tiếng ngày hôm nay tại vì họ giảng về sự chữa lành thôi. Prosperity and miracle, phép lạ. Chữa lành là phần xác phải không? Giàu có là phần xác phải không? Thì ai mà chẳng thích thì là ai chẳng muốn có phần xác. Thì là cứ chẳng hiến gieo giống hay là đầu tư hay là tuyên bố hay là dùng lời Chúa để nó này nó kia thì sẽ được giàu, sẽ được mạnh, thì ai cũng tin đó, đúng không? Và nếu mà trong buổi nhóm mà có phép lạ xảy ra thì họ càng tin hơn nữa. Tôi nói cùng quý mạng cho em, phép lạ xảy ra không phải bởi mục sư mà bởi là sự làm việc của Đức Chúa Trời. Đó là lý do quý mạng cho em thấy mục sư nào đi nữa thì cũng có phép lạ và cũng không có phép lạ, đúng không? Chứ đâu phải là 100% phép lạ xảy ra. Thì tôi nói cùng quý mạng cho em, tôi tính ra mình cũng vậy. Trong hội thánh này có phép lạ xảy ra và có phép lạ không xảy ra, phải không? Quý bạn cho em hiểu không ạ? Amen, quý bạn cho em hiểu. Nhưng mà khi mà họ nói theo phần triệu, mình nói chuyện theo người phần trăm, phần ngàn thì thấy nó nhỏ. Nhưng mà ý tôi muốn nói vậy, phép lạ xảy ra vì Đức Chúa Trời chứ không phải là vì mục sư hay là vì hội thánh nào hết. Và vì sự thương xót của Chúa nữa. Phải không quý bạn cho em? Rồi, thì quý bạn cho em thấy là nếu mà muốn người ta tin Chúa thì nói về phép lạ hoặc là nói sự giàu có, nhiều người thèm, đúng không? Bây giờ nói cùng quý bà cho em một sư vũ thì cứ giảng dài lên cầu thang mà quá chịu không nổi, rồi hay là đi có xe rước, rồi có người tiếp đón, rồi vô đó là sẽ được chữa lành, vô đó sẽ được giàu có, nghe lời đó là được giàu có, thì muốn cái gì hơn? Chỉ nhiên là được chữa lành và giàu có. Và phần thứ hai là cái đó là phần xác, phần hồn là gì? Phần hồn là mi vui vẻ, hạnh phúc, sinh tốt đó. Một sư cho anh đó xin, và tôi không nói xấu ra, tôi không sợ ổng giảng cái gì, ổng chỉ giảng về vui vẻ, hạnh phúc, sung mãn của một người có Chúa Giêsu. Nhưng mà bài giảng đó thì không tới Việt Nam mà mấy người đang bị bắt bớ được, là tại vì họ đang thờ lộn Chúa. Mở miệng ra bị bắt bớ, mở miệng ra bị đánh đập, quý bạn cho hiểu không? Nhưng mà sẽ có nhiều người nghe, thật sự có nhiều người cũng nói, nghe lòng đó thích lắm, nghe mà thấy phát lên vậy đâu, nghe mà thấy ào ào muốn yêu Chúa vậy đó. Lời một sư vũ nghe gì đâu mà thấy giống như phải chân thân rồi yêu mến Chúa rồi xả mình đây, mà đừng trông chờ phép lạ, đừng trông chờ nghe giảng như kỳ vậy, giảng vậy ai tin Chúa? Nhưng mà quý ông bà cho em một lần nữa, anh nhớ là Phao-lô bỏ mọi sự mà theo Chúa, chứ không phải có mọi sự mà theo Chúa, mà cũng không phải theo Chúa mà có mọi sự. Ông theo Chúa ông mất mọi sự mà ông có Chúa Giêsu. Thưa quý ông bà cho em, ngày nay ai cũng muốn có năng quyền như Chúa Giêsu mà không muốn bị chết như ổng, không muốn bị bỏ rơi như ổng, không muốn bị băm dập như ổng, không muốn bị phỉ báng như Phao-lô, mà chỉ muốn phép lạ của Phao-lô, mà hai cái nó không đi chung. Tại vì chỉ có Phao-lô mới biết rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng toàn năng. Bây giờ mình làm được thì mình nói tại tôi, nhờ tôi và cảm ơn Chúa, nhờ quyến mạnh trang, không nhờ ông nào bà nào ở đây hết, nữa ai có giận tôi ráng chị. Ngay cả ông Vũ cũng không nhờ ổng nữa. Ông Vũ được giảng là phước ân của Đức Chúa Trời, chứ không phải nhờ cái ông mới có mời thánh. Quý bạn cho hiểu điều đó.
Amen, phải không? Tại vì tôi biết là tôi không đẹp trai, không tưởng lừa. Nếu mà con lừa mà mở miệng ra, Chúa nói nếu mà cái người không nói con lừa nó mở miệng ra, hay là đá nó mở miệng ra, nó nói cũng được, nó cũng chứng tôn nữa, thì tôi quý mà cho em không đẹp đẽ gì hơn con lừa hay bạn đá. Nhưng mà Chúa cho phép. Tại nên quý mà cho em thấy rồi, tại vì linh á, thì chúng ta nói linh, linh là sống chết cho linh Chúa Trời, linh là đến từ Đức Chúa Trời, thì không có thấy ai nói hết. Tại vì muốn cái linh á, thì cái hồn phải chết. Muốn cái linh mà cai trị thì cái linh phải cai trị phần xác, chứ cái xác không cai trị phần linh. Ngày hôm nay quý bà anh chị em nhìn nhiều khi vô, ví dụ bữa nào mà quý bà anh chị em nói bữa nay nhạc hay quá, bữa nay Chúa có ở cùng, sai. Chúa ở cùng, nhạc hay nhạc dở gì Chúa cũng ở cùng hết, nhưng mà cái hồn mà nó nghe nhạc hay nó khoái hơn, phải không quý bà anh chị em? Cái hồn của mình nghe cái có máy lạnh nó khoái hơn. Cái hồn bên mình nóng quá chịu không nổi, cái hồn mình là lớn quá chịu không nổi, nhỏ quá chịu không nổi, cái là cái hồn. Chứ còn Chúa lúc nào cũng vậy hết á. Chúa của nhạc rock, Chúa của nhạc mà piano, Chúa của nhạc guitar, Chúa của không có nhạc, Chúa của hát là giọng cũng là Đức Chúa Trời. Quý mà cho em hiểu được đó không? Tại ra nhưng mà sao? Phận sự tôi ráng dâng cái điều tốt nhất cho Đức Chúa Trời. Tôi ráng học để mà làm điều tốt nhất. Tôi ráng tập đờn, tập ban nhạc để mà cái gì mà tốt nhất. Tại sao? Hát sao Chúa cũng nghe. Nhưng mà quý bà cho em nghe không nổi. Đúng không? Chứ hát sao Chúa cũng nghe hết. Chúa đâu cũng nghe cái giọng của mình. Nhưng mà điều tôi làm là muốn Chúa được vinh hiển, để chứ đã không nói trời như vậy mà nó cũng thờ phượng Chúa. Quý mình cho em hiểu rồi đúng không? Vậy mà cũng nói là của Chúa. Quý mình cho em hiểu. Mặc dầu chúng ta không dùng cái điều bề ngoài để dụ người khác, nhưng con người có cái hồn thì mình cũng cố gắng để cho có cái đi qua cái hồn để vào trong cái tâm linh của những người mà họ không có cái tâm linh của sự sống. Nhưng mà điều tôi nói quý mà cho em hiểu cho đó. Thế ra ngày hôm nay quý mà cho em thấy nhiều hội thánh phát triển, quý mà cho em dồn dùng tôi, họ phát triển là bởi cái phần xác, phát triển bởi phần hồn hay là phát triển bởi phần linh. Và khi mà quý bà cho em nói hội thánh này, tôi không hiểu sao mà có người đi nhóm thì tôi cảm ơn Chúa. Tại vì quý bà cho em đi nhóm là tại vì có Đức Chúa Trời ở giữa nơi này, chứ không phải vì cái gì mà chúng ta có hết. Hội thánh này giỏi có một sự thôi là những cái ăn. Và tôi cảm ơn các bà, không hội thánh nào ăn nhiều, ăn ngon, ăn dư, ăn no bằng hội thánh này hết, phải không? Mà cũng ít phàn nàn nữa, thì lâu lâu cũng mệt chứ chút xíu thì nó ăn sao, chuyện nó bình thường, chứng tỏ mình là con người không sao hết. Nhưng mà hội thánh này là tốt nhất là bởi cái ăn. Nhưng mà tôi đảm bảo cùng quý bạn chị em là quý bạn chị em 99.99% không tới đây để ăn, phải không quý bạn chị em? Không phải đến đây để ăn. Mặc dù nhiều người nói là phở đây ngon nhất thế giới, ngon nhất bô sa, rồi đồ ăn tuần nào cũng ngon, mà tôi công nhận điều đó, tôi hãnh diện, tại vì tôi mục sư của những người có ơn lắm ăn. Tôi hãnh diện điều đó, nhưng mà tôi đảm bảo là cái ăn không phải là quý bà trên đó. Còn nếu mà không phải cái ăn thì tôi không biết quý bà trên đến để làm gì nữa. Từ cái ngày mà phải lên cầu thang thì tôi càng yêu mến Chúa và yêu mến quý bà trên hơn, là tại vì có nhiều người sẽ nói tôi muốn đi hội thánh mà đi không nổi. Thành ra người nào đi nổi đó là ơn phước của Đức Chúa Trời, đúng không? Amen, phải không quý mạnh em? Có nhiều người dư sức sẽ có điều những hội thánh khác để đi, không cần phải lớn lên cái lầu 2 này. Nhưng mà lớn lên được và vẫn muốn lớn lên, đó là cái sự kêu gọi và cho phép của Đức Chúa Trời đối với quý mạnh em, phải không? Còn ngoài ra tôi thấy không có gì nữa hết. Giờ dạo này tôi thấy nhiều người giảng cũng ồn ào lắm, không biết có gì bên trong mà bật nghe cũng la hét ông trường giống một sư dụng. Rồi tôi nghe bây giờ có nhiều bà mục sư nữa, nghe cũng la hét ông thần nữa. Đấy, thành ra không phải là la lớn. Thật ra cái điều mà duy nhất chúng ta có tại cái hội thánh này là tôi chỉ thật về cái lời thật, cái sự thật và cái lẽ thật cần có trong cuộc đời chúng ta là lời của Đức Chúa Trời thông quyến mạnh em. Và tôi cố gắng, tôi nói với tình yêu thương, tôi cố gắng tôi sử dụng tình yêu thương, và tôi làm gì cũng vì tình yêu thương của Chúa mà tôi làm. Nhưng mà tôi biết hãy nói thẳng thì được cũng thôi. Thật ra cái nhiều lúc tôi phải cúi đầu xuống mà tôi nói, nhiều lúc tôi phải quay lưng lại mà tôi nói. Nhưng quý bà cho hiểu được đó, là tại vì lời của Chúa phải là lời của sống. Rồi thì từ chỗ đó quý bà cho em thấy, chúng ta trông chờ một trời mới đất mới, nhưng mà để trông chờ trời mới đất mới thì chúng ta biết cái điều gì mà Chúa Giêsu ngày nay làm. Thì tôi đã nói cùng quý bà cho em là không có cái gì mà của Chúa Giêsu làm mà không có mục đích. Và tôi đã nói cùng quý bà cho em tất cả điều gì Chúa Giêsu làm, ngay cả chuyện lên thập tự giá, ra khỏi mộ phần, thăng thiên về trời, ngày nay đang ngồi cầu thai chờ đợi trả lời của chúng ta, là cũng có mục đích. Mà tôi muốn nói cùng quý bà cho em là tại vì không có cái câu trả lời nào khác ngoài sự mà Chúa Giêsu cần làm, là phải sanh ra bởi người nữ đồng trinh, là phải chết trên thập tự giá như một người không có tội và sống sống lại như chưa bao giờ có ai làm được hết, và thăng thiên rồi trở lại cho tôi và quý bà cho em. Tại vì cái con đường đó là con đường duy nhất mà chỉ có một mình Đức Chúa Trời làm thôi, quý bà cho em. Cái câu mà tôi không trả lời được là tại sao lâu quá vậy?
Nhưng mà trong cái câu đó thì tôi nói cảm ơn Chúa vì Chúa chưa trả lời 20 năm về trước để tôi có cơ hội tin Chúa và kinh nghiệm và biết Chúa. Phải quý mà cha, và kinh nghiệm và sống với Chúa và hầu vì Chúa. Phải quý mà cha, nếu mà Chúa trả lời 40 năm về trước thì ngay cả ba mẹ tôi và một số quý mà cha không có cơ hội biết Chúa. Hầu vì Chúa thì cái sự mình được cứu hay không tôi không trả lời được, là tại mình chưa sinh ra hay là mình chưa làm gì hết. Nhưng mà nghĩa là ý nói dĩ nhiên của một ngày nào đó Chúa sẽ trả lời, thì sẽ có một số người không được cứu, sẽ có một người chưa biết Chúa hay cái gì đó mình không biết, không trả lời. Nhưng mà câu đó để nói rằng tới cái ngày mà được chọn thì Chúa sẽ trả lời. Nhưng mà cái sự ngày hôm nay mà khi chúng ta nói về mùa Giáng sinh là chỉ về sẽ có một cái ngày cuối cùng để tôi và quý anh bạn cho em biết rằng, thứ nhất mình không hổ thẹn, mình đừng để kiêu ngạo quá, mình đừng để tự ti quá, mình mà cũng đừng coi thường quá, là mỗi lần mình nói về Chúa Giáng sinh thì mình sẽ nói về Chúa đã chết. Mỗi lần mình nói về Chúa đã chết, nói về Chúa đã thăng thiên, nói về Chúa đã thăng thiên là Chúa đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha cầu thay chúng ta, và Chúa đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha cầu thay chúng ta thì Chúa sẽ trả lời, và Chúa sẽ trả lời thì sẽ đoán xét đất này với lửa. Và cái điều đó là điều mà chúng ta đang kinh nghiệm ngày hôm nay. Nhưng mà tôi khuyên bà chị em từng hồi từng lúc á, tôi chỉ khuyên bà chị em có những bài học. Tại sao mà tôi phải nói có những điều đó rất là chi tiết, mà khuyên bà chị em biết rằng cái điều mà khiến cho con người phạm tội ngày năm về trước và khiến tôi quý bà trên tức tượng phạm tội ngày hôm nay và người chặt mất cái ân sủng của Chúa, dầu chúng ta được cứu mà cũng chặt mất những cái điều lớn mà Chúa muốn làm là cái sự không tin và điều Đức Chúa Trời phán. Quý bà trên thấy nếu mà Chúa phán là Chúa phán phải không? Nhưng mà ma quỷ nó khôn lắm, nó nói Chúa có phải nói gì không? Phải Chúa nói vậy không? Mà chi Chúa đâu có nói vậy. Ngày nay có nhiều người đã dân ý trong kinh thánh thì cứ nói dân phần 10, họ cắt cớ hỏi là dân trước phần 10 hay sau phần 10. Mà tôi không đi làm, tôi giận, tôi nhận đồ của chính phủ thì cái đó có tính là phần 10 không? Quý ông bà cho em hiểu không? Mà tôi chỉ nói dạng gì cũng quý ông bà cho em. Có ai bắt bà mụ quá mà dân hai bà đồng bà cắt mà đó là cái đồng duy nhất mà bà có không? Không? Bà cái dân người ta cười vô lỗ mũi bà nữa. Nhưng mà bà kính đá bà dân mà Chúa thấy, tại sao vậy? Tại bà muốn dâng cho Chúa. Tôi nói cùng quý bà cha, nếu mà quý bà cha yêu mến Chúa, mình không ngừng ở chỗ phần 10 mà mình sẽ dâng những cô lễ. Có nhiều người họ làm chứng được, họ dâng 30%, 40%, 50%. Tôi thì đức tin yếu lắm, tôi chỉ xin với Chúa là dân sự Chúa biết dâng phần 10 thôi. Vậy là tôi vui rồi. Mà bà 40% lại sao? Tại bác cái lòng của họ, mình mà không có lòng mình có hỏi nè, mình có hỏi là mình phải đi nhóm không? Mình có bắt buộc phải đọc cái thánh không? Mình có phải làm gì không? Mình được đi nhảy lòng không? Mình được hút thuốc không? Mình được nhậu không? Tôi nói con Nguyên bàn treo, nói thật nha, mình muốn làm gì làm thì làm. Cứ uống rượu đi, rồi bữa nào mà đang bị gì đó ung thư gan đó, rồi kêu một sư vũ cầu nghĩa. Tôi nói thật, tôi quý ông bà cha có một sức mà tôi biết em ơn Chúa lắm, nhưng mà hút thuốc, tôi nói hút thuốc đâu có tội. Tôi uống cà phê còn hơn là hút thuốc nữa. Quý ông bà cha hiểu được đó không? Nhưng mà Chúa đã dạy rồi, cái gì mà tiết độ thì tốt. Và có những cái thì mình cố gắng mình làm cái gì tốt, nhưng mà thật ra nó không phải là làm gì hay không làm gì. Tại vì cái mà Chúa nói đó là khi mà chúng ta em ơn Chúa thì mình sẽ tìm mọi cách, tìm mọi lúc, tìm mọi đường mình làm để mà yêu mến Chúa. Ngày hôm nay có nhiều người hỏi là một tuần phải cần phải đi nhóm mấy lần. Ủa? Tôi nói như vậy đi, có ai mà hỏi một tuần phải cần ăn mấy lần không? Tại vì đói là ăn. Có nhiều người hỏi cầu nguyện sao mới đủ. Ủa, nếu mà để theo kinh thánh thì cầu nguyện không thôi, tức là cứ cầu nguyện hoài, không ăn, không uống, không thở. Theo cái ý nghĩa không thôi tức là stop, never ceasing. Nhưng mà câu hỏi tại sao mà mình hỏi là phải cầu nguyện như vậy? Tại vì nếu mà mình yêu mến Chúa thì mình muốn cầu nguyện với Chúa hoài. Cảm ơn Chúa con còn thở, còn cầu nguyện, con còn nói được cần cầu nguyện, mà không cầu nguyện được có cầu nguyện thật. Quý mà cho em hiểu không? Thật ra mỗi lần mà quý mà cho em hỏi tôi, cái tôi nói ủa sao thấy Chúa mà khổ vậy? Theo Chúa mà con phải được bệnh gì, có phải mặc gì, có phải ăn gì, có phải nói gì. Nhiều người vô nhà thờ cũng dám nói, tôi nói người khác giận. Nếu mà vậy thì con không dám giảng, thì tôi giảng người khác giận. Nhưng mà không phải vì vậy tôi giảng gì, tôi giảng quý mà cho em hiểu không ạ? Đó là luôn luôn có một quân bình, đúng tôi làm gì cũng được mà tôi làm cái danh vinh hiển cho Chúa không? Đúng tôi nói gì cũng được mà tôi nói điều đó có khích lệ người khác không? Đúng tôi khích lệ người khác nhưng mà khích lệ người khác có làm phiền Đức Chúa Trời không? Nếu mà phải đặt giữa tôn trọng Đức Chúa Trời hay là làm phiền người khác thì tôi chọn tôn trọng Đức Chúa Trời và làm phiền người khác.
Quý bà cho em hiểu không? Nhưng mà nếu không cần thiết thì tôi không nói chạm ai hết, tôi không ganh tị ai hết, tôi không nói xấu người khác. Nhưng mà nếu tôi cần phải nói thẳng vì danh Chúa thì tôi nói thẳng. Quý bà cho em hiểu không ạ? Chứ đâu có, chúng ta đâu có bị chịu rắc rối là làm được không làm được. Nhưng như đi theo Chúa mà, đi theo Chúa nghĩa là minimum mình theo Chúa được để lên thiên đàng. Rồi còn phần khác thì mình muốn hưởng, mình muốn ăn trái cấm, mình muốn tất cả những cái gì dục vọng nó đến cuộc đời của mình. Thế Chúa đâu có khổ gì với mình chứ. Nhưng mà mùi danh sinh nói rằng điều gì mà cần làm đó là Chúa làm. Phải quý mình xem, mình không nói được chưa sự Chúa đến mà Chúa nói. Mình không có làm thành không chuẩn bị được một người nữ đồng trinh mà Chúa chuẩn bị. Mà mình cũng không thể làm một người nữ đồng trinh có thể sinh ra được mà Chúa làm. Và Chúa là câu trả lời khi mà dân Assyria sắp đến mà hiếp đến và chiếm đoạt dân Israel đó, thì Chúa có lời hứa đó là một con trẻ được sinh ra bởi một người nữ đồng trinh. Và ngày hôm nay mình đã kinh nghiệm điều đó rồi. Điều mà dân Israel vẫn còn chờ đợi và họ sẽ bị bắt bớ vì điều đó, họ chờ đợi để mà tôn thờ Đấng Messi, thì mình đã có Đấng Messi đó trong cuộc đời tôi. Còn quý mạnh cho em rồi. Và quý mạnh cho em thấy này, cái điều đó để trả lời là cái câu trả lời của nhân loại là khi nhân loại phạm tội, khi mà Chúa đuổi họ ra khỏi vườn và nói rằng sao thì là dòng dõi người nữ sẽ dạy là con rắn, và con rắn thì sao sẽ cắn chân người nữ. Phải quý mạnh cho em. Và đã làm thành, mình tiếp tục làm thành cho đến ngày nay, và đã trả lời cho tôi và quý mạng cho em. Và quý mạng cho em thấy điều đó là cái ý của Đức Chúa Trời đối với nhân loại là Chúa muốn chúng ta được cứu. Và được cứu là gì? Chúa muốn chúng ta đi theo lời của Đức Chúa Trời. Và quý mạng cho em có biết là cho tới thời kỳ Chúa Giêsu sinh ra và chết trên thập tự giá thì điều đó không làm được. Tại vì đâu phải Adam và Eva rồi sáng thức dậy nói là ngày hôm nay tôi muốn phản Chúa đâu. Nhưng mà họ không có năng quyền để mà thắng lại cái sự đòi hỏi của xác thịt. Và sự đòi hỏi là sự đòi hỏi tôi và quý bạn cho em có một ngày. Có nhiều lúc mà mình dò mặt người kia cái mình muốn giáp phạm. Phải quý bạn cho em, mình thấy người kia mình không muốn đi nhà thờ. Mình thấy cái này thấy kia, phải quý bạn cho em vô xuống người, vô xuống là tôi nói trời, mục sư mày vậy, ô tín đồ mày vậy, ô vậy vậy, phải không quý bạn cho em? Đó là do nhiều người ngày nay đó, tôi tin Chúa mà tôi muốn đi đâu đó là tại đi đâu cũng có người có tội. Thì đúng ra vậy đó, cái chỗ có người có tội là cái chỗ mà anh nên đi, là tại vì anh cũng có tội nữa. Chứ nếu chỗ này chỗ thiêng liêng không thì không nên ai đi hết, tại không ai thiêng liêng đủ hết. Mà đây là chỗ dòi bỏ nè, chỗ này là cùi đuôi sức bẻ chỗ này nè. Nhưng mà vào đó để nhận sự chữa lành của Đức Chúa Trời. Quý bạn cho em hiểu không? Thành ra câu trả lời đối với nhân loại đó là có từ lúc đầu cho nhân loại trong sáng thế ký đoạn 3 đó, thì quý bạn cho em thấy ma quỷ thì nó appeal to cái vanity, cái sự kiêu ngạo của mình, cái sự thèm muốn của mình. Nhưng mà Đức Chúa Trời chỉ về khi mà chúng ta muốn được sự sống thì chỉ có vâng phục sự sống thôi. Tôi nói cho quý bạn cho em. Có khi nào quý bạn cho em thấy rằng mình đang đi trong bóng tối, và dĩ nhiên trong bóng tối không ai đi được, thì chỉ có một cái ánh sáng nó chiếu mà nó chỉ như thế này. Mà nếu tôi mà muốn quý bà cho em mà muốn đi để mà thấy có ánh sáng đó thì mình phải đi theo cái ánh sáng, phải không? Tôi thấy tin Chúa đâu gì đâu khó, mà đâu phải là tiếng cái gì mà cực khổ vậy. Tại vì ai mà muốn sự sống đời đời sẽ tin Chúa vậy thôi. Tại vì tôi có thể chỉ được là Chúa Giêsu là sự sáng, tôi có thể chỉ được Chúa Giêsu là ánh sáng duy nhất của nhân loại, tôi có thể chỉ được Chúa Giêsu là câu trả lời duy nhất của nhân loại. Tại vì Chúa Giêsu không phải là người mà Ngài là Đức Chúa Trời tôi có thể chỉ được. Nhưng mà con người thì muốn là sự sáng phải đi hướng này nè, và sự sáng thì phải chạy tôi đi hướng kia kìa. Nhưng mà xin lỗi quý mạng cho em, đó là lý do con người phạm tội, thì con người muốn làm Đức Chúa Trời, nhưng mà con người không muốn để Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời nói là ta là sự sáng, Chúa nào ích kỷ vậy, ta là đường đi. Ô Chúa kiêu ngạo quá, không, Chúa không kiêu ngạo mà Chúa nói thiệt. Tại vì Chúa là sự sáng, Chúa là đường đi, Chúa là sự sống. Còn những người khác là nói xạo. Phải quý mạng cho em, những người khác nói xạo. Tại sao tôi biết họ xạo? Tại vì ai cũng nói có sự sống mà chết rồi. Phải quý mạng cho em, ai cũng nói là con đường, nhưng mà con đường chết rồi làm sao mình biết con đường đi nữa. Phải quý mạng cho em hiểu được tôi đó. Nếu mà thật sự kiên tâm á, tôi không cần làm chứng, nhưng mà lẽ thật nói ra, lẽ thật quý mạng cho em. Nhưng mà tìm kiếm Chúa họ sẽ hỏi cái gì về Chúa Giêsu mà anh muốn tên mà anh tin vậy. Tôi nói thật cùng quý mạng cho em, tin tôi đi, quý mạng cho em sẽ chuẩn bị sống với sự sáng của Đức Chúa Trời. Và tới lúc người ta sẽ hỏi con đường của Chúa Giêsu là sao? Tại sao nói Chúa Giêsu là ánh sáng của nhân loại? Tại sao nói Chúa Giêsu là con đường của sự sống?
Tại sao con biết mà chèm ác quá mà ích kỷ quá mà chỉ nói tin Chúa Giêsu mới được cứu, không phải ích kỷ, không phải ác quá, nhưng mà chỉ có sự thật là sự thật thôi. Và sự thật là như vậy. Thì quý bạn cho em thấy rằng Satan đó thì là một cái lời nói láo, mà cái lời nói láo đó là cái lời nói láo mà vẫn còn trong cuộc đời tôi và quý bạn cho em trong ngày hôm nay. Cái lời nói láo nó tin rằng có một sự sống ngoài Đức Chúa Trời. Lời nói láo là có một hy vọng ngoài Đức Chúa Trời. Lời nói láo là có một cái sự tạm bợ mà khiến chúng ta có thể hơn được ông trời. Mình trả lời được con người, mà tôi đã nói với quý bạn cho em, giờ quý bạn cho em không ai dám nói điều đó hết. Tại ai cũng có bệnh hết đúng không? Ai cũng có thể đau tay đau chân hết phải không? Đứng hồi đâu có được. Nếu mà đứng mình chưa được sao khi người khác, đúng không quý bạn cho em? Quý bạn cho em thấy ma quỷ nói không? Nếu ngươi thật là Đức Chúa Trời thì hãy nhảy ra khỏi thập tự và cứu ngươi đi. Thấy nói láo không? Giống như ban đầu đó, nếu mà Đức Chúa Trời đâu nói vậy, mà Đức Chúa Trời sợ ngươi bạn. Đức Chúa Trời ăn ra khôn như ngài, biết như ngài. Mà quý bạn cho em biết rằng Chúa Giêsu có thể nhảy ra thập tự giá được không? Được hay không? Amen. Đây là cái câu mà được cũng được, mà không được cũng không cũng đúng. Tại vì Chúa nhảy ra được, mà Chúa không nhảy ra được. Tại vì Chúa phải cho phán phục Đức Chúa Trời. Và Chúa bởi vì Ngài không nhảy ra, vì Ngài không muốn nhảy ra. Vì nhảy ra là nhân loại sẽ chết đời đời, và Ngài không đi theo con đường mà Đức Chúa Trời muốn là cứu nhân loại. Phải quý mạnh cha. Chứ muốn thì Ngài nhảy được. Tức là trở lại là Ngài có thể khiêng được cái cục đá bự quá đến nỗi mà Ngài không khiêng được không? Được chứ. Ngài có thể tạo dựng một cú đá tại vừa không, nhưng mà nó không thể nào đi ngược lại bụng tính của Ngài, tại Ngài làm gì cũng được. Tại vì điều đó để nói cùng quý ông bà anh chị em là cho đến ngày hôm nay ma quỷ nó vẫn nói như vậy. Ma quỷ nó vẫn nói là tại sao phải qua Chúa Giêsu, tại sao phải cần Chúa Giêsu. Và chính tôi và quý ông bà anh chị em cũng vậy, từng hồi từng lúc mình nghĩ là đi làm gì mới thành công, làm gì mới thành công. Tôi nói cùng quý ông bà anh chị em, Chúa cho tôi cỡ nào tôi làm cỡ đó. Phải không quý ông bà anh chị em? Nên hai câu này khác nhau nha. Chúa nói bỏ mọi sự mà theo Chúa, chứ không phải vì theo Chúa mà bỏ mọi sự. Thấy nó giống mà nó khác nha. Tại vì mình khi mình nói mình theo Chúa coi như mọi sự không có, mình theo Chúa. Còn có nhiều người theo Chúa mà bỏ mọi sự, tức là tôi không có thời giờ cho gia đình, tôi không có thời giờ cho hội thánh, tôi không có thời giờ cho sự thăm viếng, tôi không có thời giờ gì hết á, là tại vì tôi theo Chúa tôi bận rộn quá. Công việc Chúa là gì quý mà cho em? Ai là anh em ta? Ai là chị em ta? Ai là những người cần các ngươi cho uống? Ai là những người cần các ngươi cho nước? Ai là những người mà cần các ngươi thăm viếng? Quý mà cho em hiểu không? Thành ra cái câu mà tôi thường nói thì câu này không phải một sư dụ nói, mà có những mục sư nổi tiếng là có nhiều người quá bận với công việc của vị vua mà quên vị vua. Thưa quý mà cho em, tôi và quý bạn trên đó là cái lý do mà tôi nói cùng quý bạn trên, mình muốn ăn cứ ăn, ăn mà hãy ăn là ăn cho lớn nha. Cho tới ngày hôm nay vẫn nhiều người nói thôi bớt ăn bớt lại đi đỡ tốn tiền, hay là ăn bớt lại để cho các bà đỡ cực. Tôi nói như thế này, nếu mà các bà cực đừng làm, nếu mà tốn tiền mà không có cũng đừng làm luôn. Tại vì tôi không muốn ai bán quần áo bán hột xoàn mà để mà mình có tiền mình ăn, phải không quý bạn trên? Mà nếu mà cực quá thì đừng làm. Nhưng mà tại tôi thấy bài nào, ông nào cũng nói là tôi thích thú hầu vì Chúa, tôi thích thú làm cho Chúa, thì tôi để cho quý bà cho em thích thú. Amen. Tới gì mà không thích thì thôi. Nhưng mà hãy ăn để ăn cho lớn. Phải quý bà cho em? Tại ví dụ mời Chúa ăn mà. Phải quý bà cho em? Có tiền cơ nào thì cứ ăn. Hãy mà không có tiền nhiều ăn hết. Quý bà cho em hiểu tôi nói không? Tức là làm gì cho Chúa, cứ làm tới bến, làm mà làm giống như là mình không còn có cơ hội để làm nữa. Mình cứ nấu ăn, mình cứ vui chơi ở trong Đức Chúa Trời, mình cứ thương yêu, cứ làm tất cả mọi sự. Tại quý bà cho em biết rằng trong Chúa không có giới hạn, và Chúa Giêsu ngày đến để mình được tự do. Ngày hôm nay ma quỷ nó nói láo là nó là cái người mà giải cứu. Đúng ra cái chữ mà mình có thể nói vậy gọi là giải phóng con người ra khỏi sự gì? Ra khỏi sự kẹt kẹt của Đức Chúa Trời, đúng không? Chúa bắt người làm vậy đó, Chúa biển người làm vậy đó. Đây là cái sự tự do mà Chúa không muốn người có này. Và nó nói láo. Nhưng mà thưa quý bà cha, mình đang ngồi hưởng trong cái công cứu mình sẽ sinh là cái câu trả lời của Đức Chúa Trời. Câu trả lời đó đã đến cho tôi và quý bà cha trước giờ được sơn, là tại vì mình có đức tin để nhận lại.
Ngày hôm nay tôi nói Chúa còn chữa lành không? Yes, Chúa còn chữa lành. Ngày hôm nay Chúa còn tiếp đạo, tôi còn ngồi đây với quý bà chị em là Chúa còn tiếp đạo. Một số quý bà chị em không có cái gì để mà làm được nhận ngoại trừ nhận cái sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời, phải không? Ngày hôm nay Chúa còn giải cứu không? Chúa còn giải cứu. Ngày hôm nay Chúa còn ban cho không? Chúa còn ban cho. Và tôi nói cùng quý bà chị em, mình không nhận lãnh chứ Chúa không bao giờ ngưng tiếp trợ và ban cho tôi và quý bà chị em. Xin Chúa chúc phước cho quý bà chị em một mùa Giáng sinh mà mình vui hưởng. Mà tôi nói trước nha, mình mà càng muốn tin cậy Chúa đó, thì nó sẽ dẫn mình đi ngược lại, tại vì ma quỷ chỉ làm việc được trên cái hồn và cái xác của mình thôi. Xin tôi đi quý bà chị em, có những lúc mà tôi và vợ chồng tôi nói, ủa tại sao sự việc nó xảy đến cho mình vậy? Nhưng mà khi mà tụi tôi im lặng, tụi tôi bước ngược lại và tụi tôi bước với Chúa, cùng với nhau bước với Chúa đó, thì không có sự gì mà ma quỷ ngăn trở tôi và quý bà chị em. Có những cái tôi thì thích cãi lắm, nhưng mà vợ tôi người kín đáo, thành ra không cãi. Mà nhiều lúc nhiều có những cái sự mà tôi chỉ biết là tại vì ma quỷ nó muốn mình hận thù nhau, ma quỷ nó muốn mình ganh ghét nhau, nó ma quỷ muốn mình buồn, ma quỷ muốn mình lo sợ. Nhưng mà khi mà mình nói rằng Chúa đã làm mọi sự trên thập tự giá, và trước khi Ngài lên thập tự giá thì Ngài sanh ra, và sự mà chúng ta dự mùa lễ Giáng sinh để nhắc lại là Chúa đã đến thế gian vì tôi và quý bà chị. Xin mời quý bà chị để làm cảm ơn Chúa. Amen. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con yêu mến Ngài và chúng con hầu việc Chúa buổi chiều nay. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài là sự sống của chúng con, Ngài là nhu cầu của chúng con, Ngài là sự trả lời của mọi nhu cầu trong cuộc đời chúng con, Ngài lối thoát của chúng con. Và buổi chiều nay chúng con cảm tạ Chúa vì được yêu, được Chúa mới ngọt và được Chúa dẫn dắt. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con biết rằng ma quỷ thì muốn kéo cả mắt chúng con ra khỏi Ngài, nhưng mà lời Chúa dẫn chúng con về với Ngài, dẫn chúng con trong mùa lễ Giáng sinh này để mà chúng con đi không đi theo cái hồn cái xác của mình, nhưng mà sao từ hướng dẫn của Đức Thánh Linh, đứng trên lời của Chúa để mà tiếp nhận Ngài, đứng trên lời của Chúa để mà yêu mến Ngài và để hầu việc Ngài cho đến hơi thở cuối cùng. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con biết rằng ma quỷ giận quản và nó sẽ cho chúng con có một cái sai trật của trong cái nhìn về Chúa Giêsu, sai trật trong cái sự kinh nghiệm của Chúa Giêsu. Nhưng mà Ngài muốn cho chúng con sống và sống dư dật ở trong Ngài. Khi chúng con tin cậy Chúa, chúng con cảm ơn Cha. Xin dẫn dắt chúng con. Chúng con biết rằng ma quỷ sẽ đem đến bệnh tật, đem đến chống đối, đem đến những sự bắt bớ, những sự khó khăn để chúng con lấy cặp mắt chúng con ra khỏi Ngài. Nhưng mà không bao giờ chúng con ra khỏi Ngài khi chúng con đứng và tin cậy lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con yêu mến Chúa nhiều lắm. Xin yên ủi anh chị em chúng con, ôm ấp anh chị em chúng con, giúp đỡ anh chị em chúng con, ban ơn anh chị em chúng con, và luôn cho chúng con thấy rằng chúng con có Ngài là có tất cả, và Chúa Giêsu là câu trả lời cho của Đức Chúa Trời cho nhân loại, cho chính đời trong của chúng con. Và cho đến ngày hôm nay chúng con còn thấy hình ảnh của Chúa Giêsu sinh ra là biết rằng Ngài đã sinh ra, và Ngài đã sinh ra vì chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con yêu mến Ngài. Chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn các bạn quý mến anh em.